thì rất là hạnh phúc. Đây cũng là một trong những cái kết quả mình mong đợi nhất trong hành trình 4 năm của mình. Ngồi hạnh phúc thì mình rất là vinh dự. Với mình thì đó là một niềm vui, vì đó là kết quả sau 4 năm học của mình. Thì mình cảm thấy là mình cũng có thể coi như đó là một món quà dành cho gia đình và người thân đã luôn ủng hộ mình trong quá trình học tập. Trong 4 năm học đại học Công Á thì mình gặp cũng không ít khó khăn cũng như là những cái thuận lợi, cũng nhờ là sự giúp đỡ của các quý thầy cô cũng như là bạn bè mà mình đã trải qua những cái khó khăn đó. Trong suốt 4 năm học vừa qua thì mình đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức từ thầy cô và các bạn, được rất nhiều bạn bè từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Mình rất là vui khi được học và đồng hành cùng đại học Công Á trong suốt 4 năm qua. Bí kíp của mình rất là đơn giản, tại vì mình vốn dĩ là mình không có thông minh, nhưng mà mình tin một chắc một câu đó là cần cù bù thông minh. Các bạn cứ siêng năng học hành, chỉ cần các bạn chăm chỉ là các bạn đều làm được. Để đạt được thành tích ngày hôm nay thì nó với mình thì mình trong quá trình học thì mình luôn lắng nghe và tiếp thu những cái kiến thức và những cái ý kiến của các bạn, của thầy cô và các bạn sinh viên cùng trang lứa mình để cải thiện bản thân nhiều hơn. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình đó là hành trình tham gia thi nghiên cứu khoa học, và đó là một hành trình rất là gian nan, thật sự là nó rất là khó, nhưng mà cuối cùng thì mình đã chinh phục được nó và để lại một cho mình một cái kỷ niệm rất là khó quên. Còn đối với mình thì mình là một sinh viên ngành lữ hành, nên với mình những chuyến đi thực tế với thầy cô từ Đà Lạt, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, đó là những chuyến đi để lại những kỷ niệm đẹp tốt của mình cho trong suốt hành trình học. Với mình thì điều hối tiếc nhất là vì thời gian dịch bệnh là tới tận gần 2 năm và thời gian thực tập nữa là gần 2 năm mình không đến trường á, thì cái thời gian mà để gặp gỡ thầy cô với lại bạn bè cũng ngắn đi, nên là mình cũng có đó là sự nuối tiếc của mình. Với mình thì mình sẽ trong năm nay với những kiến thức mình học được từ nhà trường, mình sẽ vận dụng vào chuyên môn của mình để phát triển năng lực bản thân tại thành phố Đà Nẵng này. Cũng giống như bạn thì mình cũng sẽ phát triển chuyên môn của mình hơn, mình sẽ học hỏi thêm nhiều hơn ở ngành nghề của mình, đó chính là du lịch. Mình sẽ tham gia học việc tại một bệnh viện mà mình đã đăng ký, và sau đó mình sẽ phát triển và học thêm. Sau khi ra trường sẽ tìm được một công việc khá là ổn định, tốt, cũng như là có cơ hội để được phát triển thăng tiến hơn. Và cũng chúc cho tất cả các bạn ra trường năm nay đều có được một công việc ổn định, có một tương lai phát triển và rất là thành công. Chúc mừng các bạn tân cử nhân trường Đại học Đông Á.